chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Review chia sẻ về các sản phẩm và điện máy hôm nay em sẽ nêu ra một số điều cần quan tâm trước khi mà chúng ta mua một chiếc TV à, như các bác đã biết thì TV là một thiết bị không thể thiếu cho mỗi gia đình nó giúp cho chúng ta giải trí sau mỗi giờ học tập hay là làm việc căng thẳng mọi người nhé thì để mà chọn được một chiếc TV ưng ý cho gia đình các bác cần lưu ý những vấn đề sau thứ nhất là về phần kích thước của TV À, kích thước này thì tùy vào cái không gian của ngôi nhà vị trí lắp đặt nó sẽ giúp cho chúng ta chọn được một chiếc tivi ưng ý à, cái tivi to hay nhỏ 32 inch hay lên đến tận 85 inch thì tùy vào vị trí ngồi của chúng ta và cách tivi bao nhiêu xe bao nhiêu mét hay là phòng chúng ta rộng bao nhiêu uh, mét vuông thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một chiếc tivi phù hợp với cái không gian phòng khách nhà mình hay là khu vực phòng ngủ nhà mình các bác nhé đây là đầu, đầu tiên khi các đi mua chúng ta phải định hướng trước là mua tivi bao nhiêu inch thứ hai thì khi là chúng ta đi mua tivi thì trên thị trường sẽ có ba loại công nghệ màn hình chính đó chính là led lcd hay là tivi đèn nét hoặc là tivi plasma ba công nghệ này thì nó đi kèm thêm một số các tính năng nổi bật của các dòng tivi từ chất liệu hình ảnh từ hd full HD lên đến 4K, thậm chí là những có những dòng TV 8K trên thị trường nó đã có rồi. Thì các bác đi mua thì lựa chọn cho mình làm sao cho nó phù hợp với cái mục đích sử dụng của nhà mình. À, đấy là về phần tính năng về màn hình. <laughs> Thứ ba, khi mà chúng ta đi mua thì chúng ta sẽ lựa chọn làm sao khi mà cái phần uh, tiện ích của TV của chúng ta cần những gì. Ví dụ như chúng ta mua một chiếc TV uh, cho ông bà không cần đến nhiều tính năng cao thì chúng ta mua dòng smart TV thông thường thôi. Không quá nhiều tính năng nâng cao mà các ông các cụ cũng không dùng hết. Hoặc là dùng nó cũng rất là khó. Hoặc là chúng ta mua cho các khu vực thanh niên chúng ta giải trí mà cần những công nghệ ví dụ như tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt hay điều khiển thông minh kết nối tay cầm chơi game hay vân vân vân. Thì chúng ta sẽ chọn một chiếc TV phù hợp cho với mục đích sử dụng của từng nhà. Thứ tư À, chúng ta cũng rất chi là quan tâm Đó chính là về phần mức à, độ tiêu thụ điện năng thôi nhé Mức độ tiêu thụ điện năng Thì cái này nó cũng tùy thuộc vào phần kích thước của TV Bởi vì à, hiện tại bây giờ những dòng TV nó à, Kích thước cùng phân khúc 50 inch hay, inch hay 55 inch hay 65 inch Thì cái hiệu suất điện năng của nó cũng không quá là cao Không quá là chênh nhau nhiều Do đó chúng ta sẽ lựa chọn làm sao Ví dụ 55 inch công suất là hơn 100W thì các bác sẽ lựa chọn là phần 5 năm minh <laughs> Thứ uh, 5 Tức là chúng ta sẽ lựa chọn về phần âm thanh Và chất lượng hình ảnh Âm thanh và hình ảnh không nhé Thì hiện tại trên thị trường Khi các bác đi ra các siêu thị điện máy Các nhân viên họ sẽ tư vấn cho các bác là Chất lượng hình ảnh của con này là 4K Hay là 8K Hay là Full HD Hoặc là những cái công nghệ như là Quantum đốt Của dòng TV qnet Dolby Vision công nghệ HDR giúp cho sắc nét thì các bác sẽ tùy thuộc vào cái uh, từng chất từng chất từng trên từng chiếc tivi mà chúng ta có những cái công nghệ khác nhau và công nghệ đi kèm với nó sẽ có những cái công nghệ hình ảnh như Dolby Bay uh, Digital hay 3D thì các bác có thể kết hợp thêm với các âm thanh vòm qua dàn âm thanh ở phía bên ngoài mọi người nhé Thế là tùy vào cái uh, sở thích của các bác mua thêm hoặc là không <laughs> Và một điều quan trọng nữa mà các bác khi đi mua thì rất nhiều các bác muốn là tivi nhà mình chạy tốc độ nhanh thì các bác nên quan tâm đến cái tần số quét mọi người nhé. Ở những cái mẫu tivi tầm trung thì nó tần số quét của nó chỉ rơi vào là 60 thôi, 60 Hz thôi. Còn nếu các bác muốn cao hơn nữa thì có thể mua những dòng tivi tầm số quét là 120 hay 240. Thì trên thị trường hiện tại có những dòng tầm số quét từ 100 120 đã là rất chỉ là kinh khủng rồi. Là chúng ta đã có một tốc độ truyền động hình ảnh mượt mà và những con chip thế hệ mới kích hợp trên những dòng này như là chip mà của 4 chip 4K hoặc là chip của con OS trên các dòng TV OLED, LG OLED của Sony những con chip mạnh nhất trên thị trường nó sẽ giúp cho chúng ta có một chiếc TV có cấu hình cao chạy nhanh và mượt mọi người nhé à, vấn đề tiếp theo mà khi chúng ta đi mua chúng ta cũng phải nên xác định là chúng ta mua trong cái khoảng giá bao nhiêu tiền các bạn nhé. Trong cái khoảng giá bao tiền? Ví dụ như chúng ta đi mua một con TV 55 inch trong khoảng giá từ 15 đến 20 triệu đồng thì chúng ta sẽ mua được những dòng TV tầm uh, uh, trung bình hoặc là những uh, TV từ 25 năm trở lên, 20 triệu trở lên mua TV 55 inch chúng ta sẽ mua được dòng TV cao cấp. Và từ 15 triệu trả xuống chúng ta sẽ mua được những dòng tivi tầm thấp mọi người nhé Đấy là cái xác định trước à, mức tiền khi chúng ta đi mua à, cái mức tiền này thì của nó sẽ quyết định vào bởi cái thương hiệu mà chúng ta đi mua và cái um, chất lượng hình ảnh và công nghệ của từng dòng tivi thương hiệu thì chúng ta sẽ có những mẫu tivi thương hiệu nổi tiếng như Soli khi chúng ta đi mua thì tivi Soli luôn luôn có giá thành cao mặc dù là có những con tầm trung thôi nhưng giá nó cũng sẽ cao ngang ngửa so với những tầng cao cấp của các thương hiệu khác. Giá mềm hơn thì các bác có thể mua những dòng tivi Samsung hay tivi LG à, thấp hơn nữa thì là sẽ là dòng TCL hay Sharp à, TCL ba các dòng tivi của Panasonic cũng đánh được đánh giá khá chi là cao. À, điều cuối cùng mà em muốn nhắc đến đó là cái chế độ bảo hành của các dòng tivi này. Thì hiện tại trên thị trường trong năm 2022, tất cả các dòng thương hiệu TV hiện tại đang có mặt ở tại siêu thị Ecoback bên em đang có chế độ bảo hành là 2 năm tại nhà. Và trừ một số các trường hợp đặc biệt như các dòng TV 50 inch AU trở xuống của Samsung sẽ được bảo hành là 1 năm. Và các dòng TV đầm cao cấp của OLED hay là OLED của Sony hay là các dòng TV QNED cao cấp của À, Leo QLED cao cấp của Samsung Thì sẽ được bảo hành lên đến 3 năm không nhé Tùy mẫu Thì các bác khi mua à, các nhân viên Ở siêu thị sẽ tư vấn cho mọi người Là được bảo hành bao nhiêu lâu Và chế độ như thế nào Các quà tặng ở các hãng Nó sẽ khác nhau mọi người nhé Đấy là những chia sẻ của em Về các dòng TV à, Có mặt trên thị trường Các bác nào có nhu cầu mua sắm Có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em Tại km 13 quốc độ 3 thị trấn Đông Anh website này comac.vn mọi người nhé rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo